Ngay sau phiên live lộ rõ những vết bầm của Hằng Du Mục, chồng Clystream nói rằng do vợ tác động mình trước. Ngay sau phiên live gây chấn động tối qua ngày 20 tháng 6 của Hằng Du Mục, nữ TikToker xuất hiện với các vết bầm thâm trên mặt, cổ và tay. Cụ thể, từ bàn tay, cổ đến má phải của Hằng Du Mục đều có dấu vết lạ. Tay phải của cô cũng có dấu hiệu cầm nắm khó khăn, không giữ được sản phẩm. Dù dân tình để lại rất nhiều bình luận hỏi thăm, nhưng cô không đọc comment đó, mà chỉ tập trung chia sẻ về sản phẩm. Ngay khi đó, chồng của Hằng Du Mục lập tức livestream. Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã dịch ra được nội dung của livestream, cho rằng Hằng Du Mục đang trang điểm giả vết bầm, chứ không hề tác động vợ. Bản thân là người chồng, hơn vợ 14 tuổi, cưới được vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, biết sinh con trai, lại còn giỏi kiếm tiền, thì sao nỡ tác động vật lý với vợ của mình được. Ở cuối phiên live, ông thừa nhận vợ đã chọc tức mình, còn tác động vật lý với mình trước nên mới tác động lại. Lẽ ra bản thân không nên như thế, đồng thời gửi lời xin lỗi tới vợ. Bên cạnh đó, biểu cảm khi livestream của Hằng Du Mục cũng khiến nhiều người thắc mắc. Cô có thái độ khá gượng gạo và thường xuyên quên giá sản phẩm. Sao hôm nay cứ bị quên giá vậy ta, Hằng Du Mục nói. Phía dưới các bài đăng và đoạn clip cắt từ phiên livestream của Hằng Du Mục, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm và lo lắng cho sức khỏe của cô. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trên kênh YouTube Tình Bà Phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.